あなたは太いですね。Mày, nào mấy tên giờ nè gió. Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin được chia sẻ với các bạn hai từ mới và cách thức sử dụng hai từ mới đó vào trong các mẫu câu mà các bạn thường xuyên sử dụng trong giao tiếp. Trong khi học sơ cấp thì các bạn thường hay bị nhầm lẫn và không có ai sửa cho các bạn. Thế nên là trong số nhiều bạn mà mình đã gặp, hay là ngay kể cả các bạn đang tham gia lớp học giao tiếp của mình cũng thế, mình thấy các bạn thường hay bị nhầm lẫn. Nói tóm lại là các bạn sử dụng sai. Vậy thì hai từ mới đó là gì? Ngay sau đây thì mình xin được bắt đầu. あなたは太いですね。前、舐めてんじゃねえぞ。舐めてる？舐めてる？前、舐めてんじゃねえぞ。Vâng, bài học của chúng ta ngày hôm nay không hề liên quan đến từ nameru, mà liên quan đến hai từ đó là từ béo và từ gầy. Béo và gầy. Ok? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trong sơ cấp thì các bạn đã học từ béo rồi đúng không? Đó là từ futoi. Futoi thực chất nó không phải là từ béo, mà nó là từ mập và tròn. Nó là từ mập và tròn nhé. Nó là tính từ nhé. Cách thức sử dụng của nó rất là đơn giản. Đó là chúng ta cho nó đi cùng với một bộ phận của cơ thể nào đó. Ví dụ như là 足が太い、手が太い、首が太い、体が太い。Tuy nhiên, khi mà muốn hỏi rằng là anh béo nhỉ, đúng không? Thì các bạn thường hay nói rằng là あなたは太いですね。バツです。バツ。Vậy thì chúng ta phải nói như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng từ 太る。太る nhé. 太る chính xác của nó là béo nhé. Béo ở đây nó mang hàm ý đó là trong cơ thể anh có rất là nhiều mỡ. Ok? Ví dụ chúng ta muốn nói là anh trai béo nhỉ, đúng không? Thì là お兄さん太ってますね。お兄さん太ってますね。Hay là mày béo nhỉ? お前太ってるね。お前太ってるね。Hay là có một mẫu câu như thế này: trông mày béo lên nhỉ. Ok? Thì chúng ta sẽ nói rằng là お前太ってきたみたいね。みたいね。ở đây là trông, trông như là gì đó. お前太ってきたみたいですね。太ってきた là béo lên nhé. Ok? 太ってきたみたいですね。Tương tự như thế, tính từ gầy, hosoi. Hosoi có nghĩa là thon nhá, nó không phải là gầy đâu. Tương tự như béo thì chúng ta cho nó đi ghép với các bộ phận của cơ thể như là ashi ga hosoi, te ga hosoi, kubi ga hosoi, karada ga hosoi. Và trong sơ cấp thì các bạn thường hay nói rằng là anata wa hosoi desu ne. Sẽ không bao giờ nói như thế nhá. Batsu. Batsu desu. Và cái từ anata này nó là từ rất là bất lịch sự này, nó không hay này, nên là chúng ta sẽ không dùng anata nữa, mà chúng ta sẽ dùng là ashi ga hosoi desu ne, hay là te ga hosoi desu ne, kubi ga hosoi desu ne. Và chúng ta hãy sử dụng từ yaseru. Yaseru có nghĩa là gầy nhá. Ok, chúng ta có thể dùng tên người đúng không, cộng với yasete masu ne, đúng không? Jun-san, yasete masu ne. Anh gầy nhỉ, đúng không? Nam-san, yasete ru ne. Nam-san, yasete ru ne. Ví dụ, chúng ta có mẫu câu là trông mày gầy đi nhỉ? Trông mày gầy đi nhỉ? Thì chúng ta sẽ nói rằng là omae, yasechatta mitai desu ne. Yasechatta mitai ne. Omae, yasechatta mitai ne. Ok? Vâng, bài học của chúng ta ngày hôm nay rất là đơn giản như vậy thôi. Kể từ bây giờ thì chúng mình sẽ không còn sử dụng sai hai tính từ gầy và béo nữa đúng không? Mà chúng ta sẽ chuyển hai tính từ đó biến thành hai động từ là yaseru và futoru. Nếu bài học ngày hôm nay giúp ích cho các bạn thì hãy ấn like và đừng quên subscribe nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.